Một công thức làm sốt chấm bánh tráng cực kỳ đơn giản. Chỉ cần 4 thành phần để tạo ra các vị ngọt, chua, cay, mặn. Theo kiểu nhà có gì dùng đó. Và tỷ lệ thì cũng tùy khẩu vị của các bạn luôn nè. Mình có đường, chanh, tương ớt và một ít muối tôm. Bắt chảo lên bếp mở lửa thật là nhỏ. Cho các thành phần tan đều vào quà quyện với nhau là xong. Để đổi khẩu vị thì hôm nay mình sẽ làm một ít bánh tráng chiên. Mình sẽ chọn một cái bánh tráng thật là nhỏ thôi. Cuốn vào đây rút khô và một cái trứng cắt đôi. Cuộn thật là đều tay thành một cái cuốn bé bé thôi. Đừng có cuốn dày quá, chút nữa chiên nó sẽ hỏng được giòn nha. Ngoài rút vài trứng cút thì mình cũng có thể cuốn với pate cũng ngon lắm á. Nếu nhà có xúc xích hay là ham á thì mình cũng có thể cuốn được luôn. Hoặc là mình có thể chiên cái bánh tráng không giống như chả ram vậy đó, cũng rất là ngon. Nhanh lắm làm một chút xíu là xong, bây giờ mình dọn ra ăn thôi. Trong cái sốt này để ngon hơn á, mình sẽ cho thêm dầu hành và đậu phộng rang và thêm mayonnaise hoặc là bơ trứng cho nó có vị béo. Ngoài việc chấm bánh tráng chiên thì nếu nhà mình có bánh tráng mỏng có thể ăn theo kiểu bánh tráng chấm nè. Nhưng mà mình đố các bạn còn thiếu cái gì á? Hôm nay các bạn đã học được bao nhiêu công thức trộn bánh tráng rồi? Hôm nay mình chia sẻ thêm một công thức mới nữa nha. Về phần bánh tráng thì mình sẽ lựa cái loại mà nó mỏng một chút xíu để cho dễ thấm. Mình sẽ cắt nhỏ bánh tráng theo hình dạng tùy thích. Nếu mà khéo tay hơn á thì mình sẽ cắt hình hoa, hình lá. Không thì cứ cắt xéo qua xéo lại như vậy cũng được. Trước khi mà làm cái phần dầu hành đặc biệt của công thức này thì mình sẽ đi làm một ít hành phi, củ hành tím rửa sạch để ráo rồi mình sẽ cắt dọc. Cho một ít dầu ăn vào chảo. Khi mà dầu nóng lên á thì mình sẽ rải hành tím vào và để lửa trung bình thôi. Khúc này phải đứng canh tại vì nó mau khét lắm á. Vừa vàng là mình vớt ra để trên miếng giấy thấm dầu liền. Sau đó thì mình sẽ để nó qua một bên cho nó ráo dầu và nguội lại. Phần dầu ăn còn dư lại rất là thơm, mình sẽ dùng để làm dầu hành luôn. Phần hành lá này mình trữ đông lâu ơi là lâu rồi đó. Trong đây có 3 nắm hành lá, 3 muỗng rút khô. Rồi ai ăn cay được á thì cho thêm một muỗng ớt khô nữa. Phần dầu nóng mình rang với một ít hạt màu điều rồi rưới lên trên cái hỗn hợp này. Phần hành lá chín thơm, mấy con rút thì mặn mặn ngọt ngọt. Phần ớt khô rất là cay. Khúc này thì ăn bao nhiêu trộn bấy nhiêu thôi nha. Thêm hành phi đã nguội và giòn. Rồi một ít muối tôm nhuyễn nữa. Không thể thiếu một cái trứng gà luộc lòng đào. Mình sẽ trộn đều lên cho từng cái miếng bánh tráng nó thấm đều dầu hành và muối. Ngon dữ lắm á, các bạn nhớ thử nha. Thường thì mọi người sẽ luộc hay là hấp mấy trái bắp vậy? Hôm nay mình đã thử hấp nó chung với lại việc nấu cơm, nhưng mà hình như nó không được chín lắm nên mình sẽ đem tụi nó ra làm bắp xào. Món này thì mình không có thường ăn, nhưng mà mấy ngày như thế này á thì thèm đủ thứ hết. Ban đầu mình định sẽ dùng tay để tách từng hạt bắp á, nhưng mà gọn như vậy thì nhanh hơn vì bắp nó vẫn chưa được chín hoàn toàn. Cho nên mình sẽ dùng một cái chảo đổ vô một ít nước và luộc tụi nó thêm một lần nữa. Mình sẽ nấu cho đến khi cạn nước á thì mấy cái hộp bắp cũng chín luôn. Cho vào đây thêm một miếng bơ và rất là may là nhà mình có đủ nguyên liệu để làm một dĩa bắp xào y chang như hàng rong. Đơn giản lắm, chỉ cần một ít rút và thật nhiều hành lá nữa. Gia vị thì mình sẽ cho một ít đường, một ít muối là xong. Và một thứ không thể thiếu đó là hai cái trứng gà. Nếu như mà hàng rong á thì mình sẽ phải kêu hai cái hộp gà nướng rồi đó. Nhưng mà một dĩa bắp xào như vậy thì cũng đầy đủ và rất là ngon rồi. Cuối cùng là cho thêm một miếng tương ớt. Ăn như vậy đỡ nhớ những ngày chưa giãn cách không? Nhân tiện thì tham gia cuộc thi ăn cùng TikTok luôn. Giờ thì mình sẽ khoe với mọi người một món ăn siêu lạ mà đảm bảo là các bạn chưa từng nghe luôn á. Đó là món chè mì. Hôm nay mình sẽ nấu bằng mì udon với thành phần chính là bột mì. Cả cái Sài Gòn này á mình biết có mỗi một chỗ bán món này thôi. Hôm nay rất là thèm luôn á, nhưng mà không có đặt được nên mình phải tự nấu luôn. Mà món này thì cực kỳ dễ làm luôn. Món chè mì này có rất là nhiều phiên bản. Như ở miền Tây á thì có bánh canh ngọt nè, làm chủ yếu từ bột năng. Nhưng mà nếu các bạn quá là lười nhồi bột á thì mình có thể dùng cái sợi mì udon. Sợi này có ưu điểm là mình nấu lâu trong nước đường nó cũng không có bị nhũn ra. Mì udon mình sẽ luộc qua khoảng 2 phút. Nước cốt dừa thì nấu với bột bắp cho sệt lại. Cuối cùng là mình bắt một nồi nước đường bao gồm nửa lít nước nè, gừng và đường thốt nốt. Các bạn có thể gia giảm lượng đường tùy vào khẩu vị của mình. Đường sôi rồi thì mình sẽ vớt bọt và cho mì vô. Nấu thêm tầm 5 đến 10 phút cho sợi mì thấm ngọt là mình ăn được rồi. Bây giờ ai ở đâu thì ở yên đó. Nếu lỡ đợi shipper hơi lâu thì mọi người hãy kiên nhẫn một chút nha. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi nè.